lục lục một hai lục 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 xem chưa xem đó. Trước khi đi vào phần test tính năng, mình sẽ tìm hiểu sơ qua về thông số được ghi trên màn hình đầu thu nhé các bạn. Thứ nhất là cột sóng AF, cột này biểu hiệu giọng nói của chúng ta. Khi các bạn sử dụng mic thì cột này sẽ biến động. Cột tiếp theo là cột RF này biểu thị sóng sạch. Khi cột sóng này hiển thị tối đa, chứng tỏ sóng của chúng ta đang sử dụng là sóng sạch. Hai chữ số trên và dãy số ở dưới là biểu thị tần số sóng của đầu thu và mic khi trùng nhau thì chúng ta mới sử dụng được. Còn chiếc trụ sóng nhỏ nhỏ này thì giúp chúng ta nhận biết được là mic đã được kết nối với đầu thu hay chưa. Nếu còn chữ mu ở dưới cột sóng thì chúng ta chưa kết nối được. Và đầu tiên để dò tần số sạch hay là sóng sạch thì chúng ta nhấn chữ ASC ở phía bên này, thiết bị sẽ tự động dò, và sau khi dò xong thì nó tần số sạch. Ở đây mình thấy số 19 thì đây là tần số sạch của cơ này. Sau khi dò được tần số sạch, chúng ta nhấn SINC, khi màn hình hiện chữ IA chúng ta mở micro lên, đồng thời áp sát phần màn hình đang sáng vào đèn tín hiệu IR để nhanh chóng bắt được tín hiệu. Tín hiệu sẽ được nhận và cột sóng RS sẽ được hiển thị tối đa. Lúc này trên màn hình của đầu thu và trên màn hình của micro sẽ hiển thị cùng một tần số. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cảm biến tự ngắt là gì. Thiết bị này sẽ ngắt tín hiệu sau 5 giây để trên mặt phẳng, chúng ta sẽ không thể sử dụng được cho đến khi cầm nó lên. Về chất âm, theo mình đánh giá thì chất âm cho ra ổn định, không bị méo tí quá nhiều. Bass chép thì thể hiện được tròn nốt, tuy không quá xuất sắc so với những chiếc micro cao cấp, nhưng với micro này chúng ta có thể thể hiện những ca khúc rất hay. Đặc biệt với mức giá 5 triệu đồng thì cặp micro này mang lại những tính năng nhiều hơn so với sự mong đợi của chúng ta. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Thật ra là dốc xuống dưới, em lụm lụm, mà anh chị hiểu không? Thật ra là dốc xuống dưới thôi, không có gì hết. Dốc dưới này nè, đúng không? Em lụm lên để lại, có gì đâu, đâu có gì đâu, trời ơi. Thưa các bạn, thật ra thì mình vừa làm rớt chiếc micro, mà mình sợ, rất là sợ là nó sẽ bị có vấn đề gì. Nhưng mà mình thấy là nó không có vấn đề gì các bạn. Vẫn hoạt động bình thường, không có gì hết.